Ông bố hai tiền án đứng sau vụ hỏa hoạn khiến con trai nhập viện. Khoảng 23 giờ ngày 30 tháng 9, tại tầng 2 nhà anh Hoàng Văn Hùng, sinh năm 1992, ở thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, xảy ra vụ cháy, hậu quả khiến anh Hùng bị bỏng nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, phía gia đình anh Hùng thông báo với cơ quan công an nguyên nhân hỏa hoạn là do chập điện. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định có dấu hiệu bất thường. Nghi vấn vụ cháy xảy ra do bị đốt bởi xăng nên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Quá trình đấu tranh, đến ngày 2 tháng 10, công an tỉnh Bắc Giang làm rõ, vận động đối tượng Hoàng Tuấn Chu, sinh năm 1964, là bố đẻ của anh Hùng, đầu thú về hành vi phóng hỏa đốt nhà. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Chu và anh Hùng sống cùng nhà, Chu ở tầng 1 còn anh Hùng ở tầng 2 do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt. Ngày 30 tháng 9, theo hồ sơ, đối tượng Chu có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Tuấn Chu về hành vi giết người.